giới thiệu cho các bạn con Panasonic trợ lực zin. Và con này là con size 24 các bạn. Size 24 đường kính bánh đó. Bây giờ các bạn qua video với hình ảnh các bạn ít hình dung lắm, nhưng mà khi các bạn đứng gần so gần 24 và 26 nó thấp hơn. Nó thấp hơn khoảng 2 lóng tay của mình. 2 inch nó khoảng tầm 2 lóng tay của mình. Và con này là con trợ lực zin. Và giống như mình nói là phụ tùng là zin toàn tập hết. Mình cam đoan với các bạn. Và cái rổ giống như đợt 6 tháng vừa rồi thì các bạn thấy rồi, cũng không có rổ zin, đúng có cái rổ lai là rổ mới thôi. Còn trên xe là phụ tùng là zin toàn tập hết. Dòng Panasonic lốc máy nhôm. Và anh này cái đặc biệt nữa là khi các bạn chống đứng lên như vậy thì tự động nó sẽ khóa cổ lại. Rồi bây giờ mình dắt đi ha. Nó đang chống đứng đúng không? Bây giờ mình sẽ dắt nó đi. Và tự động nó sẽ mở cổ ra. Khóa cổ để làm gì? Để cho khi các bạn để đồ nặng nó không có quặt qua quặt lại cái cổ thôi, chứ không phải là khóa cổ để mà chống trộm đâu. Do cái bộ khóa cổ trên đây. Và nó kết nối với cái sợi dây đã chống dưới đây. Cổ khóa zin. Và gai nóc zin. Yeah. Đùm Shimano 3 số 3 tốc độ. Và một bộ thắng bi. Thắng bi là cái bộ thắng mà không phải thay bố gì hết, cứ xài vĩnh viễn thôi, hư là chỉ có bỏ thôi chứ không có thay được đó. Chân chống. Niền thép không rỉ. Và cam inox. Vỏ ruột zin. Vàng dây sơn, vàng bánh bè cũng vậy. Các bạn thấy còn rất cứng, chưa có sự mòn. Sợi sơn nó thì trong đây nó có một cái bộ tăng sơn tự động. Các bạn để ý khi mà sơn trùng tự động nó sẽ có một cái lực lò xo kéo thẳng như vậy, lúc nào sang sơn nó cũng càng cứng hết. Vàng che sơn zin, giò đập nhôm, bàn đập zin. Và đây là cốt tăng chỉnh chiều cao của yên. Muốn cao thấp gì là do tùy mình. Bánh cái dàn cổ này cũng vậy, các bạn muốn cao thấp là do tùy các bạn, điều chỉnh cho đúng người sử dụng. Dàn tem zin của Bana. Đèn led phía trước cũng của Bana. Càng thắng vô. Và niền thép không rỉ rồi cũng là cam inox. Vì đồng môn tăng nhôm. Con này còn tương đối không mới. Không xuất sắc. Nhưng mà đồ rất liền nha các bạn. Rất liền. Thì cái gì tiền nào cũng sẽ cũng nấy thôi. Tay thắng Bana. Càng thắng nhôm. Và 3 số cho 3 tốc độ là nó. Phần điện thì này là công tắc nguồn. Nó sẽ báo phần châm pin như đây. Hai nút tam giác là tăng và giảm trợ lực. Và nút đèn. Mình tắt hết hoàn toàn phần điện. Một đế sạc zin của Panasonic. Điện 100, 110. Sử dụng được. Trước tiên là mình sẽ test cái phần cơ. Phần cơ là phần không có điện đó gì hết. Căn bản là vẫn một chiếc xe đạp. Các bạn để ý. Số 1 nha. Mình đang ở chế độ số 1.
Rồi thấy cái chân của mình đập rất nhẹ. Chưa hơi có điện nha các bạn. Tăng số 2. Nặng hơn. Tiếp tục ngưng cái chân, tăng số 3, nặng nữa. 3 số cho 3 tốc độ là nó. Các bạn muốn chạy nhanh, chạy chậm, đập nặng, đập nhẹ là do anh này. Đó, nhẹ lại nè, nhẹ nè. Thấy, đập liên tục, tăng nè. Nặng rồi đó. Tăng nè, nặng nữa. Nhẹ nè, nhẹ nè. Chưa hề có điện đốm nha các bạn. Đó là phần xe không. Mình sẽ mở phần điện. Cái độ thấp nhất. Tăng, tăng. Tăng để làm gì? Để qua video thì các bạn thấy cái độ đẩy, cái độ búng của nó sẽ thể hiện rõ hơn. Chế độ số 1. Nhấn. Các bạn thấy mình nhấn làm lại. Một lực xuống bằng đạp rất nhẹ nhàng. Và chiếc xe nó đã búng mình đi rồi. Các bạn thấy mình không cần phải dùng sức nhiều. Lúc này ở chế độ số 1 này thì đập quá nhẹ do máy đẩy không. Tăng số. Giờ này là cái chân mình đạp mất cảm giác luôn. Nghĩa là do máy đẩy không. Một là các bạn tăng số. Hai là các bạn giảm trợ lực cho nó hợp lý. Nhấn. Nhấn. Các bạn hãy mới nhấn nửa vòng thôi thì tự động xe nó búng mình đi. Thì đó gọi là trợ lực. Những cái mẫu này thì các bạn thấy nó hợp lý với người lớn. Người lớn tuổi á, thường đau khớp, đau chân thì rất là hợp lý. Thứ nhất, thứ hai nữa là mấy bé đi học nó đỡ phải tốn sức, rất tiện dụng. Trợ lực zin. Xe còn rất liền nha các bạn. 95% là đồ zin. Chứ còn đúng cái rổ inox là đồ mới thôi. Và pin của nó là 8A. Pin zin, sạc zin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.